thứ tư. Điều răn thứ tư là ngươi phải tuân giữ ngày Sa-bát như một ngày thiêng liêng, giống như vào Chủ nhật hay ngày nào đó chúng ta đi thiền với nhau, đi cộng tu. Vào ngày đó, quý vị để mọi thứ sang một bên. Quý vị dừng mọi hoạt động thể chất và bất kỳ công việc lao động nào để đến tham gia cộng tu với nhau. Vào ngày đó, quý vị không làm bất cứ gì nữa. Thượng Đế ra lệnh vậy đó. Ngài nói, ngươi làm việc 6 ngày, và trong 6 ngày này, ngươi làm mọi việc mà ngươi cần làm trong môi trường vật chất và hoạt động của ngươi. Nhưng vào ngày thứ bảy, họ gọi đó là ngày Sa-bát trong Kinh Thánh. Vào ngày thứ bảy, đó là ngày ngươi thờ phượng Thượng Đế. Và vào ngày đó, ngươi và bất kỳ ai ở cùng với ngươi đều không được làm công việc lao động hoặc công việc thể chất nào. Bởi vì trong 6 ngày, Thượng Đế tạo ra trời, đất và biển và tất cả sinh vật tồn tại trên đất và dưới biển, vân vân, hoặc trên trời, như các ngôi sao và mọi thứ, mặt trăng, mặt trời. Và rồi vào ngày thứ bảy, Thượng Đế ban phước cho ngày Sa-bát và làm cho nó trở nên thánh thiện. Ngày thứ bảy là ngày thánh thiện. Có lẽ đó là lý do chúng ta gọi cuối tuần là Chủ nhật. Dạ, thưa Sư Phụ, hoặc tiếng Trung Hoa và tiếng Âu Lạc Việt Nam. Tôi không biết về các quốc gia khác, nhưng tiếng Hoa, tiếng Âu Lạc Việt Nam chúng ta gọi đó là ngày của Thượng Đế. Xin Quy Tan, Chủ nhật trong tiếng Hoa, Ti Anh có nghĩa là trời. Cũng có nghĩa là Thượng Đế ở Âu Lạc Việt Nam chúng tôi cũng gọi đó là ngày của Chúa. Ngày Chủ nhật trong tiếng Âu Lạc, Chủ nhật hay Chúa nhật, ngày của Chúa cũng giống nhau, nghĩa là ngày của Chúa, của Sư Phụ mình, của Chúa. Có lẽ đó là lý do. Nên ngày đó xin Quy Tiên, nghĩa là Chủ nhật, ngày thánh thiện, ngày lành, ngày linh thiêng. Vì vậy, vào ngày đó Thượng Đế bảo tín đồ của Ngài, lúc bấy giờ không được làm bất kỳ công việc thể chất nào mà chỉ thờ phượng Thượng Đế thôi. Chúa nhật, hầu hết chúng ta đi thiền. Dạ thưa Sư Phụ, bây giờ chúng ta vẫn làm thế, nhưng chúng ta thiền mỗi ngày. Bình thường Thượng Đế không ký nói quý vị chỉ thờ vào ngày đó, ý của Ngài là tập hợp với nhau vào ngày đó để thờ Thượng Đế như chúng ta cộng tu mỗi Chúa nhật. Nhớ không? Dạ nhớ thưa Sư Phụ, bây giờ chúng ta thờ nhiều hơn. Và mỗi ngày chúng ta làm việc của mình ở nhà, chúng ta thiền riêng lẻ, hoặc với người nhà, hoặc với một nhóm nhỏ đồng tu. Nhưng Chúa Nhật, chúng ta tập hợp với nhau trong đạo tràng, nhớ không? Dạ nhớ thưa Sư Phụ. Rồi, đó là điều Thượng Đế nói trước cả thời nay. Nhưng đó là điều bình thường, nó chỉ trở nên bình thường như vậy. Bởi vì trên thế giới này, Chúa Nhật, dầu sao hầu như mọi người không làm việc. Vì thế, họ tập hợp lại với nhau và thờ Thượng Đế, hoặc họ vẫn đi nhà thờ, truyền thống vẫn vậy. Quý vị đi nhà thờ vào ngày Chúa Nhật. Nhật cũng có nghĩa là thiên đàng. Thành ra họ nói Chúa Nhật. Bởi vì mặt trời tượng trưng cho Thượng Đế, hoặc ở Âu Lạc Việt Nam, hoặc ở các quốc gia khác, họ gọi đó là thiên đàng, trời. Trời cũng có nghĩa là thiên đàng, và mặt trời là sáng nhất trên trời, nên tượng trưng cho thiên đàng, và ngày đó dành cho thiên đàng, dành cho Thượng Đế vào ngày đó trong thuật ngữ phương Tây. Trong thuật ngữ của chúng tôi, người Á Châu, họ gọi đó là ngày của Chúa, ngày của Thượng Đế. Rồi, thứ năm. Hãy tôn kính cha ngươi và mẹ ngươi, để ngày đời của ngươi cũng được kéo dài, trên đất được Thượng Đế ban cho ngươi. Ở Trung Hoa hay ở Âu Lạc, Việt Nam, chúng tôi nói kính lão đắc thọ. Quý vị sẽ sống thọ hơn. Câu này tương tự như điều Thượng Đế ở đây. Dạ, thưa Sư Phụ, nếu kính trọng cha mẹ và chăm sóc họ, thì quý vị sẽ hưởng phước
sống thọ hơn trên địa cầu. Thứ sáu, người sẽ không sát sinh. Thứ bảy, người sẽ không tà dâm. Ở đây nói như không được ngoại tình, như là nếu đã kết hôn thì quý vị không được quan hệ thể xác với người khác ngoài hôn nhân của mình. Thứ tám, người sẽ không trộm cắp. Nhưng Chúa Giêsu nói bất cứ ai lấy trộm vì bánh mì thì không có tội, cũng còn tùy. Đừng cố tình lấy trộm tài sản của người khác nếu không cần. Nhưng bất cứ ai lấy trộm bánh mì vì đói thì không có tội. Tôi đồng ý với điều Chúa Giêsu nói. Khi ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nếu mình không thể xin, rồi mình chỉ lấy một miếng bánh mì và cảm tạ Thượng Đế vì điều đó, thì đó là khác với lấy trộm, hiểu tôi không? Quý vị sẽ không lấy trộm những thứ không thuộc về mình. Thứ chín, người sẽ không làm chứng gian, cáo tội người khác. Ở gần người hay bên cạnh người, như không đến tòa án buộc tội oan người nào đó, chỉ vì lợi ích của chính mình, hoặc vì bất cứ gì khác mà quý vị biết chắc chắn rằng người đó không làm những gì quý vị nói họ đã làm. Điều đó ngay cả Thượng Đế cũng không cho phép, nhưng ngày nay, các chính trị gia họ làm bất cứ điều gì. Chính quý vị đã thấy điều đó. Nếu là người Mỹ thì quý vị biết rồi, đúng không? Dạ, thưa sư phụ. Thứ 10, người sẽ không thèm muốn tài sản của những người láng giềng hoặc vợ của người ở gần ngươi hay người biết, hoặc bất cứ gia nhân nào của người đó mà ngươi biết, hoặc bất cứ động vật nào của người mà ngươi biết, hoặc bất cứ gì của người khác, của láng giềng hay người nào đó mà ngươi biết, mà ngươi thèm muốn, ngươi ghen tức và ngươi muốn có chúng cho chính mình. Không nên làm như vậy. Thật ra điều này cũng nên ở trong điều răn không được trộm cắp. Ừ, giống nhau. Nhưng có lẽ không, có lẽ không. Trộm cắp thì hữu hình hơn như quý vị đi lấy thứ gì đó. Nhưng đây thậm chí không phải ganh tị, mà không thèm muốn những thứ thuộc về người khác. Thật ra lấy trộm thức ăn là lấy cắp nhỏ, không nhiều lắm. Khi họ nghèo đói, hoặc lấy trộm cho gia đình, hoặc cho ai đó cần giúp, như vậy không đến nỗi nào. Tôi không lên án hành động đó, nếu họ cần thì nó khác. Nhưng một số người lấy trộm lớn, lớn, lớn lắm. Họ cướp đất, cướp nước, tài sản, danh tiếng, thành công của người ta. Tất cả điều này còn tồi tệ hơn những vụ lấy trộm nhỏ. Quý vị có hiểu ý tôi không? Và điều đó kể cả những chính trị gia nào làm mọi thứ có thể, nhưng không đúng, không thích đáng để hại đối thủ, hoặc để leo lên đầu đối thủ hầu có được quyền lực theo cách sai trái, không thành thật. Quý vị biết rồi. Trong nhiều quốc gia khác nhau, chúng ta đều có hành động đó. Bây giờ quý vị có đủ rồi. Quý vị đã biết 10 điều răn rồi. Quý vị có ổn không? Cảm ơn sư phụ. Trong Phật giáo, cũng có thập giới cho cấp thứ nhì của Phật giáo, cao hơn một chút so với ngũ giới. Nhưng hầu như tương tự, tôi nghĩ vậy. Hầu như tương tự, nó rút lại thành năm giới luật. Nếu quý vị giữ năm giới cẩn thận, thì đã bao gồm nhiều thứ rồi. Mọi thứ khác chỉ là thêm chi tiết thôi. Có câu hỏi nào hoặc lời bình nào liên quan đến chuyện đó không? Chuyện 10 giới luật. Hãy cho tôi thấy trí huệ và chỉ số thông minh nhanh của quý vị. Nếu một người thuộc tín ngưỡng Thiên Chúa Giáo sống cuộc đời họ bằng cách đi nhà thờ mỗi Chủ nhật và sống một đời bình thường, kết hôn và có con cái và giữ 10 điều răn rất cẩn thận, thì sự tiến triển tâm linh của họ vào kiếp sau như thế nào so với giả sử tìm minh sư và thọ tâm ấn? So với thọ tâm ấn, dạ, được minh sư truyền, ồ khác chứ cưng.
Được minh sư truyền tâm ấn thì quý vị được khai ngộ, câu thông với thiên đàng hàng ngày. Và chắc chắn quý vị đi lên thiên đàng nếu tiếp tục thiền và cũng giữ giới. Nhưng nếu quý vị chỉ giữ giới luật như vậy và là một người bình thường, thì quý vị sẽ tái sinh trở lại. Có lẽ là một người tốt, trong một địa vị tốt, nhưng tái sinh nữa. Và một khi tái sinh, nghiệp khác từ các kiếp sống khác có thể quay trở lại với quý vị. Nó sẽ không để quý vị giữ 10 giới luật nữa. Quý vị sẽ không ở trong hoàn cảnh mà có thể giữ cho mình ngay thẳng và đạo đức. Giờ quý vị hiểu chưa? Bởi vì thế giới này theo như lời chư thánh hiền của Trung Hoa, họ nói thế giới này là một bồn nhuộm lớn. Nghĩa là mọi người ảnh hưởng lẫn nhau và ô nhiễm lẫn nhau, nhuộm lẫn nhau một màu tương tự, màu đen. Vì thế, rất dễ sa ngã lần nữa. Bởi vì quý vị có nghiệp khác để tái sinh trong những kiếp sống khác, như một người khác hoặc chúng sinh khác. Kiếp sống này có lẽ đó là giai đoạn thiện thập của quý vị. Vì vậy, nếu giữ một đời thiện lành như vậy, có lẽ kiếp sau quý vị có thể lại có đời sống tương tự. Nhưng ai biết được nghiệp xấu khác của quý vị sẽ không đến với quý vị trong kiếp sau. Kiếp sau quý vị không bao giờ biết mình có sinh ra trong một hoàn cảnh tốt và kết giao với người tốt hoặc có những bạn bè tốt, những người có thể nhắc nhở mình về lối sống đức độ, đạo hạnh ngay thẳng lần nữa hay không. Dạ đúng. Ngay cả Đức Phật trong một số tiền kiếp, Ngài đã làm điều gì đó sai trái bởi vì xuất thân khác, bởi vì hoàn cảnh khác, các mối liên hệ khác, quá tàn nhẫn. Tôi không muốn nói về điều đó. Dạ, thưa sư phụ, nhưng Ngài phải bị mù một lần. Ôi chào, người nào đó phải móc mắt Ngài. Ôi chào, phải, rất khủng khiếp. Cuộc đời này là như vậy. Cho nên quý vị không bao giờ biết mình có may mắn được tái sinh trong một hoàn cảnh tốt nữa không. Dạ thưa sư phụ, có câu chuyện về một người lắng nghe một vị thánh, chỉ vài câu lắng nghe Ngài nói. Và rồi sau đó ông ấy chết. Trước khi ông ấy chết, vị thánh, vị đã giảng đạo trong một buổi mà ông ấy tham dự. Vì một người bạn đưa ông ấy đến, hoặc chuyện gì đó xảy ra và ông ấy đã lắng nghe giáo lý của vị thánh một lần. Và rồi vị thánh bảo ông ấy, ông sắp chết rồi. Khi ông chết, ông sẽ gặp phán quan. Và phán quan sẽ hỏi ông là ông muốn hưởng phúc, công đức lắng nghe giáo lý của tôi trước, hay là ông muốn trải nghiệm trước, thì ông nên nói với phán quan là vị phán xét ông ấy sau khi chết. Ông nên nói với phán quan rằng ông muốn hưởng phúc lắng nghe giáo lý của vị thánh trước. Hiểu không? Cho nên ông ấy đã nói vậy. Và rồi ông ấy có thể đi gặp vị thánh đó lần nữa ở đẳng cấp tâm thức khác. Thánh nhân không phải lúc nào cũng chỉ có phàm thân. Minh sư có những thân thể khác và giảng pháp trên những thiên đàng khác nhau. Nên vì điều đó, ông ấy có thể đi nghe minh sư lần nữa trên một đẳng cấp khác. Từ đó ông ấy có thêm công đức. Và rồi ông ấy đi lên. Ông ấy không cần phải đi xuống để lãnh nghiệp nữa. Dạ thưa sư phụ, quý vị chỉ bị ướt nếu ở ngoài trời mưa. Ha ha ha.